Xin chào anh em, thì trong cái video này tôi sẽ cùng phân tích, cùng đánh giá với anh em đó là về cái thị trường bất động sản cho thuê, đó là quận Nam Từ Liêm. Trên cái bản đồ này tôi đang mở ra đó là cái khu vực đó là quận Nam Từ Liêm. Thì quận Nam Từ Liêm thì ở đây là một số cái hình ảnh và cái thông tin và tôi sẽ muốn giới thiệu qua với anh em về tổng quan về cái quận Nam Từ Liêm này. Qua đó là những cái thông tin về cái kênh đó là bất động sản.com thì họ đưa tin. Là quy hoạch của quận Nam Từ Liêm. Quận Nam Từ Liêm nằm về phía tây của Hà Nội, cách trung tâm khoảng 10 km, giáp với các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm và Hoài Đức. Đây là một quận trẻ của Hà Nội và mới thành lập từ năm 2013 trên cơ sở là một số xã của huyện Từ Liêm cũ. Dù không phải là quận trung tâm nhưng Nam Từ Liêm lại có nhiều công trình hiện đại và quan trọng của thủ đô. Chẳng hạn như là Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Bảo tàng Hà Nội, Đại lộ Thăng Long hay là tòa nhà Kiêng Nam, khách sạn JW Marriott. Khi lên quận và định vị là trung tâm mới của phía Tây Hà Nội thì quận Nam Từ Liêm liên tục được nâng cấp về hạ tầng giao thông với việc mở rộng các trục đường lớn như là Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Đỗ Đức Dục. Quận còn có quốc lộ 32, tỉnh lộ 70A, tuyến đường sắt và vận chuyển hàng hóa Bắc Hồng, Văn Điển, Đại lộ Thăng Long chạy qua. Nam Từ Liêm cũng là một địa bàn có nhiều dự án đường sắt đô thị đi qua như là tuyến 2A Cát Linh Hà Đông, tuyến số 3 Trôi Nhổn Yên Sở. Trên địa bàn quận có bến xe Mỹ Đình, các tuyến xe nối đi các tỉnh ở khu vực miền núi và Bắc Bộ. Cùng với đó là rất nhiều các tuyến buýt nội thành và ngoại thành giúp cho việc đi lại và kết nối của người dân là khá thuận tiện. Ngoài những công trình hiện hữu mà tôi vừa nêu ra thì theo quy hoạch chung của thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì Nam Từ Liêm sẽ là một trong những đô thị lõi, là trung tâm hành chính, dịch vụ, thương mại của thủ đô Hà Nội. Và trong đó đáng chú ý là việc triển khai các trục đường kết nối quan trọng như là đường nối quận Nam Từ Liêm với huyện Hoài Đức, đường nối Hồ Tây Ba Vì, đường Lê Quang Đạo, đường Khương Kiên kéo dài. Nguồn cung dự án với sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng cộng với lợi thế quận trẻ nằm ở gần vùng ven, quỹ đất lớn nên những năm qua Nam Từ Liêm là một địa bàn tập trung nhiều về dự án bất động sản. Tại với cái khu vực Bắc Từ Liêm này thì đa số những cái nhà đầu tư bất động sản đồng tiền họ sẽ quan tâm đến những cái khu vực gần đó, là dọc theo đường đó là đường đó là Hồ Tùng Mậu. Hồ Tùng Mậu. May gì Hồ Tùng Mậu nhé. Thì đấy là có khu vực đó là Mỹ Đình, Mễ Trì này, Phú Đô này. Đấy. Và Nhân Mỹ này, đó là một số những cái khu vực người ta quan tâm, vì từ cái vị trí đó ra đến cái vị trí đó là những cái trường, đó là những trường đại học, như đại học thương mại này. Đây tôi sẽ cho anh em xem lên đường Hồ Tùng Mậu này. Đây là trên cái bản đồ tôi mở Google Earth, đây bản đồ đây thì nó có trường đại học thương mại này, sân khấu điện ảnh này, tài nguyên môi trường, sư phạm này. Nó kết nối đây là cái trục chính này, từ Xuân Thủy Cầu Giấy này đâm sang bên đây là Hồ Tùng Mậu này. Đây đây là đường Hồ Tùng Mậu này. Với cái bất động sản đã thuê thì thông thường thì những nhà đầu tư đa số người ta đầu tư ở cái khu vực đó là gần quanh Mỹ Đình này. Đấy, Đình Thôn thì Mỹ Đình đây. Đấy, khu vực đây có một số người đầu tư đại mộ cũng được, nhưng thực sự là về cái vị trí thì tốt nhất là ở khu vực quanh đó, gần với đường Hồ Tùng Mậu này, khu vực đó là đường Mỹ Đình này là tốt nhất. Không ấy thì họ sẽ xu hướng đầu tư sang đó là quận, đó là quận, đó là Bắc Từ Liêm, di chuyển lên đó là Cổ Nhuế. Thì chúng ta sẽ đến những cái biểu giá đất ở cái quận này như thế nào nhé. Giá đất. Ta sẽ cùng với tôi đến khảo sát về cái giá bất động sản ở cái quận Nam Từ Liêm như thế nào. Thì tôi sẽ gõ từ khóa. Đây là cái trang được tìm kiếm được nhiều nhất và được đánh giá là uy tín nhất. Thì hiện tại với lượng tìm kiếm của nó là 36.968 lượt xem. Với cái vị trí này tương đối nó cao so với cả những cái quận khác, ví dụ như quận Cầu Giấy thì nó thấp hơn, quận Cầu Giấy là 52.000. đấy thì bạn anh em xem lịch sử giá này. Đây. Giá bình quân là nó sẽ tăng, đây là của mình xem từ 152555 này, trong vòng 15 nó tăng 6,7% này. Giá khoảng năm 2022 74, bây giờ nó giá của nó là khoảng từ 77 đến 257, bình quân là 136 mét vuông. Thì tôi sẽ xem 55 xem là cái biến động cái giá ở khu vực này, này. Quý 1 2020 này bao nhiêu tiền đây, giá bình quân nhé, bình quân là 87 9 triệu mét vuông, 20 đến 20.
và bình quân nó là 134 triệu một mét vuông. Cái này thì tính tương đối thôi anh em nhé. 84, 87, 134 quân. Đây là thông tin tổng hợp đánh giá bán nhà riêng này. Nam Từ Liêm từ 72 đến 280 triệu mét vuông diện tích phổ biến này. Khu vực có nhiều nhà riêng mua bán này. Đây anh em nhìn thấy khu vực này, Mỹ Đình này, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Mễ Trì, Tây Mỗ, Phương Canh này. Thì đây anh em sẽ xem tin đăng. Với cái bất động sản đã thuê thì thông thường thì anh em đầu tư ở những khu vực đó này. Mễ Trì thì Mỹ Đình này. Mỹ Đình 2, Mỹ Đình Phú Đô này. Trung Văn này. Xuân Phương có những ít. Cầu Diễn. Đây tôi sẽ chuyển sang tìm đó này. Đây là giá cả đất cả nhà. Đây tôi tìm đất xem. Xem giá đất đó là bao nhiêu ngay. Xem mình sẽ giá này. 55. 55. Quý 1 của 2020. 65,5 triệu là trung bình nhé. Biến động bây giờ là quý 1 2023 này. 90 triệu. Trung bình 90 triệu trên một mét vuông. Tăng bây giờ 2023 quý 3 này tăng là 48% từ quý 3 2019 này đến quý 2 2022 quý 4 2020 đặc biệt là quý 4 có hai. Tôi sẽ xem những cái lượng tin đăng ở những khu vực đa số anh em đầu tư để thuê này, Mỹ Trì này, chỉ 38 này, 89 triệu này, 915 này. Thông thường ở những cái vị trí này mà để xây nhà thì thuê là phải tầm 90 đến 100 triệu một mét anh ạ. Phú Đô này. Phú Đô này. 133 này. 40 mét đã là 7 tỷ. 50 mét là 1 tỷ. Giá tương đối cũng cao anh ạ, không phải thấp những cái khu vực này. Và cái lượng ở đấy giao bán này. Mỹ Đình 2, đất Mỹ Đình 1 cũng không còn nhiều lắm. Phú Đô này. Ở đây có Phước Canh này. Phước Canh này thì cái lượng là cái nguồn cung nó còn nhiều hơn. Trung Văn này. Ít cơ bản là lượng cái nguồn cung ra thị trường mà để là xây để đầu tư nhà cho thuê này cũng không còn nhiều nữa. Nên tôi sẽ xem bản đồ anh em kiểm tra cùng với tôi trên bản đồ về mật độ này thế nào. Đây là sân vận động của dạng Mỹ Đình. Thông thường nếu mà đầu tư nhà thì thuê anh em đa số là đầu tư xung quanh ở cái khu vực này. Mình sẽ zoom ra này. Sau sân vận động này. Đến xem Mỹ Đình Nhân Mỹ này. Anh em thấy mật độ cao. Cực kỳ cao mật độ. Đã biết tìm, đó là tìm. Cái giá rất tinh. Quận Nam Từ Liêm. Tiếp đó chúng ta sẽ đến đó là cái phần đó là giá cho thuê quận Nam Từ Liêm. Chúng ta Nam Từ Liêm. Sẽ xem là nhà trả tốt thì nó sẽ tốt hơn. Đây, Nam Từ Liêm ở đây anh em để ý đó là Mỹ Đình này, sẽ ra Mỹ Đình còn nhiều. Nhiều tin thì không biết. 52. Đa số phòng gọi là các tính các xếp là gần 4 triệu, 3,8, 4 triệu này. 3 ngày. Đây và anh em xem biết là cái lượng tin đăng nó như thế nào. Ngoài ra anh em có thể vào trong đó là những cái trang tin đó là về cộng đồng cho thuê hỗ trợ Nam Từ Liêm. Phòng này này chữ ba Mễ Trì này đây là cái một số cái thông tin như vậy anh em biết được trên cái trang bất động sản này thì đây nó có những cái tin đăng này Mễ Trì Mỹ Đình hai chỉ có 9 tin đăng cơ bản về cái thị trường về cái bất động sản thuê lực đến thời điểm này cực tốt từ cái giá tầm 3 triệu rưỡi đến 4 triệu thì cái phòng nó khoảng tầm 15 đến 25 mét vuông thì cho thuê rất dễ và cái xu hướng thì anh em phải cũng và anh em quan tâm tiếp đó là cái xu hướng thì đây là cái giá và cái thực tế về và cái xu hướng của cái khu vực quận của là Nam Từ Liêm này như thế nào thì xu hướng thì dần dần thì là cái việc nguồn đất ở các khu vực đó là ví dụ Mỹ Đình này Đình Thôn Nhân Mỹ thì Phú Đô hết rồi thì anh em lại phải dạt xuống đó là nếu mà đầu tư xuống đó là Xuân Phương này Cầu Diễn này đấy thì sẽ là khu vực đó vì nó hết đất rồi và ở khu vực đó thì nó sẽ còn nhiều quỹ đất hơn
và đồng ý ở đấy thì nó sẽ rẻ hơn. Và sau này thì cũng cái đường đường xá và cái giao thông cái lối thôi, và cái giao thông thì sắp tới thì cái đường và cái đường xá thì cũng cái lối thì nó cũng đã thuận lợi hơn so ngày trước, vì những có cái tuyến đó là cái tàu sắt trên cao, xe buýt. Về tổng quan khi chúng ta đầu tư về bất động sản ở cái khu vực đó là Nam Từ Liêm ấy, thì anh em lưu ý cho tôi thì lên bán sát ở những cái trục đó, là trục đó là Hồ Tùng Mậu này, khu vực Mỹ Đình này, xung quanh đó là bến xe Mỹ Đình hoặc đó là sân vận động Mỹ Đình. Đây là những cái vị trí là tốt cho chúng ta đầu tư để cái việc chúng ta đã cho thuê lớp phòng nó dễ dàng hơn. Tôi biết đây là cái vị trí này thì cũng tương đối là khó, vì ở đây nó có sẽ có cái, tại sao tôi khuyên bạn nên chọn ở cái vị trí này thì nó sẽ có đa dạng cái đối tượng khách hàng hơn. Thứ nhất đó là cái người đi làm, hai người đi học người ta đều thuê, còn những cái vị trí nó xa ở những cái khu vực Mỹ Đình chẳng hạn, hoặc ví dụ là nó ở xa ở cái khu vực đó là Hồ Tùng Mậu, thì cái việc đó là phụ thuộc một số cái đối tượng nhất định, ví dụ đối tượng đi học thì nó sẽ bị ảnh hưởng tác động đến cái tỷ lệ đó là trong phòng của chúng ta. Ví dụ trong cái trường hợp đó là cái sinh viên người ta đi đi nghỉ nghỉ làm ấy, người ta không học nữa, người ta về nghỉ hè này, thì như vậy là bạn một số phòng sẽ bị trống. Ở đây thì cái việc là vị trí nó thuận lợi đi đến các quận, đó là quận Cầu Giấy này, quận Thanh Xuân, người ta làm việc người ta trọ đấy thì người ta đi làm người ta vẫn có nhu cầu, chúng ta sẽ cho thuê nó dễ dàng hơn. Đó là một số cái lưu ý với cái thị trường và bất động sản ở quận đó là Nam Từ Liêm. Thì tôi tổng hợp lại nó có những cái ý chính sau. Thứ nhất là cái nguồn đất này thì nó so với các quận khác như quận Cầu Giấy thì nó vẫn còn nhiều hơn. Ví dụ là nó vì sao, vì ở đây nó có cái nguồn đất nó sẽ tương đối nó rộng hơn ở các khu vực khác, ví dụ nó đang giáp gần với các khu vực nhổn chẳng hạn, thì đó là cũng là một cái lợi thế ở cái thế đất này. Những cái nhà đầu tư nó có xu hướng đầu tư dọc theo đó đường nó là nhổn đi xuống Phương Canh. Hiện tại quỹ đất ví dụ là đầu tư ở khu vực Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 nó không còn nhiều nữa, Phú Đô nữa không còn nhiều, thì bây giờ bắt buộc phải dọc theo đó là cái trục đó là đi Phú Diễn. Cái nhu cầu thì nếu mà với cái nhu cầu ở cái khu vực này thì nó vẫn là cao, nhưng các anh em cần lưu ý mình chỉ đầu tư những cái khu vực đó là Mỹ Đình, Đình Thôn, Phú Đô này, và quanh đó là trục đó là trục đó là sân vận động Mỹ Đình này, đường đó là Hồ Tùng Mậu này, thì đó là những cái điểm là nó có độ thanh khoản với cả thuê nó tốt nhất. Ví dụ anh em đầu tư Phúc Diễn cũng được, nhưng đến Phúc Diễn thì đối tượng khách hàng nó không nhiều, đa số đây nó sinh viên và người đi làm nó thấp, nên việc chúng ta cho thuê nó sẽ giá không được cao. Và trong cái trường hợp mà ví dụ là sinh viên người ta đi nghỉ nghỉ người ta về quê nghỉ hè, thì cái việc mà đối tượng cái hàng này nó biến động rất lớn. Sau này thì ở đây là có cái lợi thế, nếu mà anh em đầu tư theo cái đường đường Cầu Diễn này thì thẳng xuống ấy, thì nó sẽ có lợi thế sau, nếu một cái đường quốc lộ này nó làm cả đường sắt nữa và những cái quốc lộ chính thì nó kết nối các khu vực, thì đây cũng là một cái lợi thế cho cái việc tăng giá vốn lãi vốn. Vì ở đây là đa số là khi chúng ta đầu tư ở những khu vực dưới này thì cái giá mua đất thì nó tương đối là còn thấp, có một số chỗ nó chỉ khoảng 5-60 triệu, 40 triệu, 50 triệu thôi, chứ không phải cao như trên khu vực Mỹ Đình chẳng hạn, Phú Đô nó khoảng tầm 190. Ở những cái khu vực đó nó sẽ có những cái mặt mà tiền nó rộng này, đường nó to hơn này, khu vực ở Phúc Diễn thì nhiều lắm, còn nhiều đất lắm. Ở đấy thì nó có một cái ưu điểm nữa, à, cái ưu điểm đó là ít cái trường ở đấy và cái mật độ dân cư nó không cao lắm. Đây tôi sẽ zoom cho anh em xem, anh em đi thẳng cái đường quốc lộ 32 xuống này, càng ngày cái mật độ dân cư nó càng thưa hơn, bắt đầu từ Cầu Diễn đi xuống này thì nó đã khác rồi, mật độ nó thưa hết rồi, đây vẫn còn đất rất nhiều, rất nhiều xung quanh đây, còn ở trên đây thì bụi rậm rạp rạp không còn. Dịch vụ VPN, tư vấn đầu tư phát triển bất động sản cho thuê. Thiết kế bất động sản cho thuê. Thi công bất động sản cho thuê. Quản lý bất động sản cho thuê. Môi giới mua bán cho thuê bất động sản. Hotline 0945 683 66 hoặc 0354 641 925, hoặc đăng ký thông tin của bạn theo đường link ở phần mô tả video này để được tư vấn sâu hơn.